Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã họp phiên thường kỳ quý 1 năm 2022 để bàn và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có đồng chí Lê Đức Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau. 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Ban Dân tộc tỉnh và Chi bộ Chính sách Dân tộc thuộc Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, trong quá trình tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơDu giai đoạn 1 2016-2020, Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và Chi bộ Chính sách Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2020 đã buông lỏng công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc tham mưu xây dựng đề án, để xảy ra vi phạm các quy định trong việc sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, để 4 cán bộ đảng viên trong đảng bộ vi phạm pháp luật liên quan đến thực hiện đề án, bị phạt tù và khai trừ ra khỏi đảng. Vi phạm của đảng ủy và chi bộ làm ảnh hưởng xấu và giảm sút uy tín của tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Ban Dân tộc tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Cảnh cáo đối với Chi bộ Chính sách Dân tộc nhiệm kỳ 2017-2020. 2. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, Bí thư Đảng ủy Bộ phận, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Bí thư Chi bộ Hành chính Tổng hợp, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Nghệ An. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, đồng chí Nguyễn Văn Định và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm đã vi phạm các quy định của pháp luật khi tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, vi phạm điều lệ đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là mất tư cách đảng viên và vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thắm và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Định theo thẩm quyền. 3. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Phùng Diệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Quỳ Hợp, đồng chí Lê Phùng Diệu đã có sai phạm trong công tác khai thác bảo vệ rừng, đã bị Tòa án Nhân dân huyện Quỳ Hợp xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Lê Phùng Diệu. 4. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hà Văn Nhuận, đảng viên chi bộ công an xã, đảng bộ xã Keng Du, huyện Kỳ Sơn. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ công an viên xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, đồng chí Hà Văn Nhuận đã vi phạm pháp luật trong việc cung cấp bí mật nhà nước cho công dân, vi phạm điều lệ đảng, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định nêu gương của cán bộ đảng viên làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan nơi công tác, đã bị công an huyện Quỳ Châu kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Hà Văn Nhuận. 5. Xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Văn Đồng, Giám đốc Tổ chức Tài chính Vimo trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương, chi nhánh Diễn Châu, sinh hoạt tại Đảng bộ, chi bộ cơ quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Diễn Châu. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, trong thời gian sinh hoạt đảng tại tổ chức đảng thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Võ Văn Đồng đã vi phạm chính sách dân số, kế hóa gia đình nhưng chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Võ Văn Đồng. 6. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác.